Đan Thanh, có chuyện gì hả? Có phải là ai nói về con không? Nhã Lan nói con đừng làm phiền anh Hoàng nữa, trước mặt anh ấy luôn. Con không biết phải làm sao nữa. Con cũng không hiểu hai người như thế nào nữa rồi. Người anh Hoàng yêu là con, không phải cô ta. Cô ta dám dành anh Hoàng lại với con, con sẽ giết cô ta. Con sẽ giết cô ta. Thôi được rồi, bình tĩnh lại con, nghe lời mẹ. Bình tĩnh lại. Con không tha cho cô ta nữa đâu. Mặt trời mùa đông, 20 giờ thứ 6, thứ 7 hàng tuần đang phát sóng trên ứng dụng VOON.